Xe mà ngủ thì nguy hiểm lắm. Con có đi xe nữa không? Dạ.
bắt tài xế đi xuống đây. Nào. Đi xuống đây làm cái người này. Đi xuống đây. Ngủ. Ôi à. Rồi. Đây, con lại con trương em TiTi cái cho em ngủ nào. Đi, lại đây trương em cái cho em ngủ. Đây, lại trương em cái cho em ngủ. Trương em cái. Cho em gái cho em ngủ. Thích không? Cho em gái. Ừ. Chưng. Để con nằm xuống đây. Nằm xuống. Nằm xuống. Wow. Thích quá.